kèm đa năng CRV vô tờ có khả năng siêu việt cắt đứt mọi kim loại ổ khóa, dây xích, dây điện, dây đồng, nhanh chóng và chính xác. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ mài Nhật Bản, giúp kìm đạt độ sắc bén và chắc chắn đến cực đại. Với khả năng tạo động lực, kìm có thể cắt mạnh mẽ, tạo lực tốt giúp bẻ các vật liệu một cách nhanh chóng chính xác 100%. Tay cầm thiết kế thuận tiện chống trơn trượt, cắt điện và mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. Kìm được phủ lớp chống dỉ, chống oxy hóa trong điều kiện môi trường bình thường. Ngay bây giờ sản phẩm đang được ưu đãi 50% từ 798.000 chỉ còn 399.000 miễn phí giao hàng. Khách hàng được xem sản phẩm trước khi nhận không đúng màn tiền 100%. Còn chần chờ gì mà không nhanh đặt hàng để sở hữu sản phẩm.